Hello, xin chào tất cả bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho bạn về cái tựa game là Bicel Hero. Thì cái tựa game này nó đã ra mắt vào ngày 30 tháng 10 vừa rồi các bạn, thì đã được lọt khoảng 7-8 ngày rồi các bạn. Thì với những bạn nào mà đã tham gia vào trường web 3 game thì các bạn chắc chắn biết con game này, bởi vì nó cực kỳ nổi tiếng và rất nhiều cộng đồng chơi con game này nha các bạn. Vì trong video này mình sẽ review cho những bạn nào mà chưa biết tới Bicel Hero hoặc là các bạn mới chơi con game này, các bạn có thể biết cách để chơi game và earn được trong con game này là như thế nào nha các bạn. Rồi, thì Bicel Hero là một tựa game MMORPG với gameplay là roguelike. Thì cái roguelike này nó sẽ chỉ yêu cầu các bạn là sử dụng các phím di chuyển để né tránh những cái đòn tấn công của boss hoặc quái thôi. Các bạn không cần phải đánh vì nó là tự động đánh đó bạn, tự động sử dụng kill. Thì những con game mà phổ biến trong web 3 game sử dụng cái roguelike này có thể kể đến như là The Backwood đó bạn, The Beacon đó bạn. Và Bicel Hero các bạn sẽ chỉ chơi được trên cái nền tảng của mobile nha các bạn, như là Android và iOS. Thì các bạn sẽ lên cái cửa hàng Google Play hoặc là App Store, các bạn sẽ tải là Bicel Hero Adventure MMO. Các bạn cần phải đánh dài như vậy, bởi vì nếu như bạn chỉ đánh Bicel Hero thôi thì nó sẽ ra những cái con game khác. Rồi, thì các bạn tải về các bạn chơi trên mobile. Với những bạn nào mà muốn chơi trên PC các bạn, thì các bạn cần phải tải cái trình giả lập trên mobile. Thì mình đang sử dụng là cái giả lập của LD Player. Thì các bạn sẽ lên ldplayer.net các bạn tải về, sau đó các bạn cài đặt và sử dụng giống như trên điện thoại các bạn. Các bạn vô ứng dụng cửa hàng và các bạn tải về và chơi thôi, rất là đơn giản. Rồi, thì trong con game này các bạn cần phải set up trước tiên là cái tài khoản Google của bạn trong cái D-App của Bicel Hero. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn nha bạn. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái đây, các bạn sẽ vào cho mình cái đường link là dapp.bicelhero.io. Sau đó các bạn sẽ vào cái tab Play to Min nữa bạn. Rồi, mình sẽ log out cái này ra. Thì mới vào các bạn sẽ được yêu cầu là login nữa bạn. Đây, các bạn vào cái đường dẫn này. Sau đó các bạn sẽ được yêu cầu là login. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ login này. Sau đó các bạn sẽ chọn là Google nha. Hoặc là nếu như bạn có sử dụng cái của iOS đó, thì các bạn sẽ chọn cái táo bên cạnh. Rồi, thì nó sẽ liên kết với cái email Google của các bạn. Sau đó các bạn sẽ link những cái đường link của X nữa bạn, hoặc là Discord. Rồi, các bạn sẽ vào cho mình cái tab Play to Min. Rồi, sau đó các bạn kéo xuống, các bạn sẽ hoàn thành 4 cái mission như thế này. Thì nó khá là đơn giản, chỉ là follow X nữa bạn, join Discord, link cái Running Wallet. Thì cái này cũng khá là quan trọng các bạn cần phải link một cái ví Running để nó có thể liên kết với cái ví của bạn trong cái D-App này. Follow Beriton. Thì các bạn hoàn thành xong 4 cái nhiệm vụ này, các bạn sẽ được là 4 key nha các bạn. Rồi, ở phần Mystery Boot, Key Boot này, thì với việc mà hoàn thành nhiệm vụ thôi các bạn sẽ được là 1 key mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được là 1 key mỗi ngày nha các bạn. Thì cái boot này nó sẽ giúp cho các bạn tăng số lượng key mà các bạn nhận được. Các bạn có thể thấy là nếu như bạn mời được 5 người á, thì bạn sẽ được cộng thêm 1 là lên 2. Các bạn mời 10 người á, thì nó sẽ cộng cho bạn lên 3 nữa bạn. Hiện tại mình cũng lên được 3 rồi. Và các bạn cần phải nhập cái code mời ở đây để các bạn làm được 3 cái key free ban đầu nha bạn. Thì các bạn có thể nhập cái code của mình. Đây, các bạn có thể nhập cái code này của mình. Mình sẽ để trong phần description. Rồi. Rồi, thì mình sẽ nói về cái phần Play to Min này. Thì đây chính là cái phần mà các bạn có thể kiếm trong con game này nha các bạn. Thì nhiệm vụ của bạn là các bạn chơi game và kiếm cái hộp là Premium Box Key này trong game, hoặc là Mystery. Và cái Mystery Key này, Mystery Key này là để dùng để mở những cái box Premium Box này bạn, hoặc là Normal Box. Thì các bạn sẽ thấy là cái hộp Normal Box đó, nó sẽ yêu cầu đến 30 cái Mystery Key này. Và các bạn sẽ có, các bạn đủ 30 key là các bạn vào các bạn mở thôi. Nó không có yêu cầu cái hộp này các bạn phải kiếm. Nhưng mà riêng cái hộp Premium này
thì các bạn cần phải kiếm trong game nha các bạn. Các bạn cần phải kiếm trong game, giống như đây của mình kiếm được 6 cái rồi, và 5 ngày nữa, 5 ngày 5 giờ nữa các mình sẽ được làm ra ngoài đi app này và mình có thể mở được cái hộp này. Thì cái hộp này nó chỉ yêu cầu là một cái mystery key thôi, rất là dễ. Rồi. Thì những cái bốc này nó sẽ cho ra cái phần thưởng như thế nào thì chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo nữa bạn. Rồi, mình sẽ qua cái hộp normal trước. Thì đây, những cái phần thưởng trong bốc các bạn sẽ có thể mở ra, một là Laypoint Reward, các bạn sẽ chắc chắn nhận được Laypoint nha các bạn. Thì cái Laypoint này là như thế nào? Cái Laypoint này chính là cái điểm Erop. Thì con game này đang chạy chương trình Play to Erop. Thì các bạn biết là những cái web 3 game á, thường thường nó họ sẽ chạy chương trình Play to Erop và họ sẽ có một cái điểm là Erop Point. Với những cái điểm Erop Point mà các bạn kiếm được á, thì các bạn kiếm thật càng nhiều cái điểm Erop Point này đến cái TGE, tức là con game đó nó bắt đầu nó chạy, nó lên cái token chính của game, thì nó sẽ erop cho bạn một cái lượng token tương ứng với cái điểm Play Point mà các bạn đạt được theo cái tỷ lệ quy đổi. Thì các bạn kiếm càng nhiều cái điểm erop point thì các bạn sẽ càng nhận được nhiều token và bạn sẽ càng nhận được nhiều tiền thôi nhé bạn. Rồi, thì các bạn sẽ nhận được 100% điểm Play Point và nó sẽ trải đều từ 500 đến 1000 Play Point các bạn. Và nếu như bạn may mắn thì bạn sẽ nhận được 1000 Play Point. Nó chỉ chiếm là 10% đấy, bạn cũng khá là khó để mở ra 1000 Play Point. Rồi, cái quà thứ hai mà các bạn sẽ nhận được kèm theo cái Play Point á, đó chính là Diamond hoặc là Summoning Stone. Các bạn sẽ nhận được một trong hai dòng này thôi nhé bạn. Thì cái Diamond nó chiếm đến 95% và cái Summoning Stone này nó chỉ chiếm 5% thôi, cho nên là cái tỷ lệ nó cũng khá là khó để mở ra cái này. Thì Diamond là gì? Diamond chính là cái tiền tệ in game đó bạn. Các bạn không có rút Diamond ra ví và bán được, nó chỉ là cái tiền tệ in game để các bạn xài chỉ trong con game PC Hero thôi. Rồi, cái Summoning Stone này nó là một dạng NFT, thì các bạn có thể bán trực tiếp trên cái thị trường của Sky Mavic luôn. Đây. Đây nữa bạn. Thì cái Summoning Stone này các bạn, nó là một dạng NFT cho nên là bạn có thể bán trực tiếp luôn. Thì cái comment, cái thấp nhất đó, nó đang là 13.5 RON. Và nếu như mà các bạn muốn thử vận may của mình, các bạn có thể mở những cái Summoning Stone này để ra được cái Primal Hero Z. Đây đó bạn, các bạn sẽ mở ở đây Summoning Stone nè. Đây, nếu như bạn nhận được cái đá mà comment á, thì các bạn có thể chi 100 đồng Mgon MGT để các bạn mở được cái này. Thì các bạn cần phải có cái đá này nha, và các bạn phải chi thêm 100 Mgon để bạn mở, chứ không phải là 100 Mgon là mở được đâu nha bạn. Các bạn cần phải có cái đá này nữa. Rồi đó, thì mỗi cái đá độ hiếm càng cao thì nó sẽ yêu cầu cái Mgon mở càng cao nha bạn. Và các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ của nó nè. Nếu như mà các bạn mở cái này á, cái đá này á, thì các bạn sẽ nhận được một con rare hoặc là một con epic. Nếu bạn mở epic á, thì bạn sẽ nhận được epic hoặc là legend. Nếu bạn mở legend thì bạn sẽ nhận được legend và mythical. Đó, thì nó sẽ có tỷ lệ như vậy. Thì nếu như bạn muốn gacha thì bạn có thể mở trong đây, hoặc là các bạn bán trực tiếp cái đá này luôn nha bạn. Rồi, thì đó chính là cái chức năng của Diamond và Summoning Stone. Thì chúng ta sẽ vào qua cái Premium Box này. Thì cái Premium này nó cũng vậy, nó sẽ cho bạn 100% điểm Play Point kèm theo một trong hai cái phần ở dưới. Rồi, Play Point ở đây, Premium Box này nó cũng cao hơn. Các bạn thấy là nó cao gấp đôi nha bạn, gấp đôi bên cái phần Normal. Cho nên là cái hộp này là cực kỳ giá trị các bạn. Và các bạn chỉ có thể kiếm được từ game thôi. Rồi, các bạn sẽ nhận được Mgon và Summoning Stone. Thì Summoning Stone này nãy mình đã có nói rồi các bạn.
cái hộp này các bạn cũng có cái tỷ lệ cao ra cái Simulator hơn, nó chiếm khoảng 20% lận so với 5% từ cái hộp này. Rồi các bạn sẽ nhận được hoặc là Mergon nữa bạn. Thì cái Mergon này các bạn có thể bán trực tiếp ở ngoài ví nha bạn. Mình sẽ cho các bạn xem là cái giá của nó. Thì đây chính là giá của Mergon đó bạn. Thì cái đồng token ngoài trên cái sàn DEX để các bạn quáp á, nó sẽ là MGT. Thì khi mà các bạn nhận được cái Mergon này á, thì các bạn cần phải quáp sang cái MGT đó bạn. Đây, Mergon là cái đồng trong game. Thì các bạn rút ra, thì các bạn sẽ quáp ra cái MGT này. Sau đó là các bạn đem lên sàn, đem lên các sàn quáp DEX á, các bạn bán và bạn sẽ nhận được tiền. Thì cái hộp này là cực kỳ giá trị. Rồi, như mình là mình đã đề cập đến bạn là những cái phần về cái phần đi app rồi. Thì các bạn có được cái Gmail liên kết với cái ví này, sau đó các bạn sẽ đăng nhập vào game bằng cái Gmail đó, bằng cái Google đó bạn, bằng cái tài khoản Google mà có cái Gmail của bạn, thì nó sẽ tự động liên kết với cái đi app nha bạn. Các bạn không cần phải làm gì hết. Thì khi vào game thì các bạn sẽ có thể đặt tên nữa bạn, tên cho bạn. Và các bạn trong con game này á, thì các bạn cần phải mạnh lên dần thì các bạn mới có thể earn được nha bạn. Mình nhấn mạnh là các bạn cần phải chơi vài ngày để các bạn mạnh lên, sau đó các bạn mới có thể earn được. Bởi vì nó sẽ mở khóa các tính năng qua những cái map mà các bạn leo. Đây, mình sẽ cho các bạn xem ở cái phần này. Thì đầu tiên khi mà các bạn vào game á, nó sẽ nằm ở cái phần Easy Toy Forest này. Đây là cái map dễ nhất. Sau đó các bạn đánh lên cái map 5 này. Mỗi cái vòng này nó đều có một cái con boss, và map 5 này nó sẽ có một cái con boss mạnh nhất. Đây nè bạn, tức là con boss này nó sẽ là con boss mạnh nhất. Các bạn vượt qua cái con boss này thì các bạn mới mở được cái dòng tiếp theo. Thì có, nó cứ như vậy, các bạn đánh qua 5 con map, 5 boss map thường, một boss map vòng này là bạn sẽ mở được cái vòng mới. Rồi, khi mà lên cái vòng mới á, thì nó sẽ mở khóa từ từ những cái tính năng ở trong đây. Ban đầu nó sẽ khóa hết của các bạn. Nó chỉ mở khóa khi mà bạn đạt được những cái vòng mà nó yêu cầu thôi. Và lên mỗi vòng thì nó sẽ cho các bạn những cái nhiệm vụ mới, những cái review mới về những cái tính năng mà các bạn sẽ mở được. Cho nên là cái điểm mà cần nhất trong con game này là các bạn phải chơi free trong game này vài ngày. Thì sau đó các bạn mạnh lên, các bạn qua được nhiều ải thì nó mới mở được nhiều tính năng và các bạn mới có thể earn được nha các bạn. Rồi, như mình là mình đang ở cái map là Wi-Fi. Đây, mình đánh lên Wi-Fi 5 rồi. Thì đây là một map cũng rất là khó nha bạn. Các bạn cần phải được lực chiến rất là nhiều. Rồi, thì mình nhớ đâu đó là khi mà các bạn lên được khoảng Normal 1, Normal 2 này nữa bạn, thì các bạn đã mở được full cái tính năng rồi nha. Hoặc là này, mình không nhớ kỹ, nhưng mà nếu như bạn lên được Normal là các bạn đã có thể mở được full tính năng rồi. Và những cái tính năng mà các bạn có thể kiếm được trong con game này, nó sẽ đến từ tách bo nữa bạn, đến từ cái vendor thớt này. Rồi, giờ mình sẽ đề cập đến những cái món đồ mà các bạn có thể sử dụng nè. Thì trong con game này, khi mà các bạn nó có một cái rất là hay các bạn, đó chính là các bạn có thể chơi auto trong con game này được. Nó hỗ trợ cho các bạn là auto game. Đây, các bạn sẽ có cái phần auto này, auto battle nè. Thì cái phần mà xám như thế này là các bạn không có sử dụng auto. Cái phần xanh như thế này là nó sẽ sử dụng skill tự động đánh, nhưng mà nó sẽ không có di chuyển. Còn cái phần đỏ như thế này là nó sẽ tự động di chuyển để tìm những cái con quái để đánh nha bạn. Thì đánh những cái con quái này thì các bạn sẽ có được những cái món đồ tương ứng. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nè. Như mình nè, nó sẽ có những cái loại quái trong đây. Thì các bạn thấy là nó sẽ có khả năng rơi ra những cái đồ này như thế này đó bạn. Đồ legend,
như thế này. Nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là hiếm nha bạn. Và mỗi cái món đồ của bạn á, nó sẽ có những cái chỉ số khác nhau. Như các bạn thấy là đây là cái cung nè, nó sẽ có cái chỉ số critical rate. Còn cái cung mình đang sử dụng á, nó chỉ số là random. Mỗi cái nó sẽ có một cái chỉ số ngẫu nhiên nha bạn. Cho nên là những cái nào mà các bạn muốn xài á, thì bạn cần cái bui cái chỉ số đó, thì các bạn cần phải lựa đúng cái chỉ số như thế. Thì theo mình á, thì nếu như các bạn bui á, thì các bạn cần phải bui cái đồ giống basic attack dam nữa bạn. Thì đây chính là cái dam thường mà các bạn đánh những con quái. Rồi, equipment attack, thì cái chỉ số này nó sẽ giúp cho các bạn cộng cái dam của cái những cái món đồ mà các bạn mang lên người á. Ví dụ đây nè, là món này nè, nó sẽ cộng lên 21%. Thì cái chỉ số này nó sẽ giúp tăng lực chiến rất là mạnh nha bạn. Rồi, cái chỉ số random, thì cái random là sao? Nó sẽ cộng cái skill random. Nó sẽ cộng những cái skill mà rank đó bạn. Thì đây các bạn vào cái phần skill cho mình, các bạn sẽ thấy là nó sẽ chia ra cái phần skill rank nữa bạn. Rồi, skill melee. Melee là cận chiến. Đó. Thì nó sẽ chia là hai cái, rank và melee. Thì random thì nó sẽ cộng những cái skill trong đây, nó sẽ cộng dam những cái skill mà các bạn sử dụng trong đây. Đây, mình đang sử dụng là 4 cái skill như thế này. Thì đa số là răng đam nha bạn. Rồi. Và đồ trong đây nè bạn, nó sẽ có các cấp độ như sau. Common nè bạn, Epic nè bạn, Common nè bạn, Rare nè bạn. Common thì nó sẽ là màu xám, Rare thì nó sẽ là màu xanh lá, và Epic sẽ là màu tím. Legend sẽ là đồ mạnh nhất, là đồ Legend chưa phải là mạnh nhất, Legend sẽ là đồ màu vàng nữa bạn. Thì đa số là đạt Legend là đã cao rồi bạn. Còn cái đồ mà cực kỳ hiếm đó sẽ là đồ Mythical. Mythical thì mình chưa có món nào hết. Nhưng mà cái cơ bản các bạn đạt được là các bạn cần cái đồ Legend này để bạn lên được những cái map cao hơn. Rồi, mình sẽ nói về cái phần round này nữa bạn. Thì ở cái phần round này nó cực kỳ quan trọng nha. Thì các bạn thấy là trong con game này nó sẽ có một cái cấp độ là cấp độ nhân vật á. Thì các bạn bạn cho con quái các bạn tự động đánh thì nó sẽ không có thu thập kinh nghiệm để các bạn lên cấp đâu các bạn. Nó khá là đặc biệt ở chỗ là các bạn cần phải đánh những con quái này, sau đó các bạn thu thập những cái món đồ rơi ra từ những cái con quái này. Và những cái món đồ này thì các bạn sẽ đem vào đây. Đây mình sẽ làm cho bạn xem. Những cái equipment này, những cái món đồ như thế này, các bạn sẽ đem vào đây, các bạn phân rã nha. Các bạn sẽ click vào cái phần này. Rồi, như mình đang muốn phân rã những cái món đồ mà Epic. Đây, mình sẽ bấm cái phần Epic này, thì nó sẽ tự động chọn hết tất cả những cái Epic. Và tối đa là 50 item nha bạn. Nếu như mà cấp 50, nếu như mà đồ các bạn nhiều quá thì nó chỉ dừng 50 item cho một lần save thôi. Còn các bạn muốn save thêm lần nữa thì các bạn cứ vào chọn thêm một lần nữa là các bạn sẽ save tiếp. Rồi. Rồi thì các bạn sẽ thấy là cái điểm kinh nghiệm á, nó sẽ được cộng lên đây cho cái nhân vật của mình. Thì đó chính là cái cách mà để các bạn tăng cấp trong cái phần round này. Thì khi mà các bạn lên cấp á, thì các bạn sẽ thấy nè, cái phần attack, cái phần phần trăm attack của nó sẽ cộng lên, và cái phần HP của nó sẽ cộng lên. Cho nên đây là cách để các bạn có thể tăng cái lực chiến của mình và tăng cái máu của cái con nhân vật mình để có thể vượt lên những cái ải cao hơn. Ngoài việc là các bạn sẽ lắp đồ như thế này. Rồi. Rồi, cái việc lắp đồ này nó cũng rất là quan trọng nha bạn. Các bạn lắp đồ này nó sẽ cộng chỉ số rất là nhiều luôn. Và các bạn thấy là ở những cái đồ của mình nó sẽ có cái chỉ số, nó sẽ có số sao là 6 sao đó bạn, 7 sao, 9 sao. Thì mình sẽ nói về cái phần này. Thì khi mà các bạn lên được một cái level nhất định đó, các bạn sẽ mở được cái equipment engine. Thì đây chính là cái để các bạn có thể nâng sao cho những cái món đồ của mình. Thì các bạn sẽ thấy là đây,
như mình là mình sẽ món này đi. Rồi, các bạn sẽ thấy là ở cái phần này nó sẽ cho các bạn là 3 lần equipment durability. Thì đây chính là cái độ bền của cái trang bị. Thì khi mà các bạn đập thành công á thì cái độ bền này nó sẽ không có giảm nha bạn, nó sẽ giữ nguyên. Nhưng mà khi mà các bạn đập thất bại á thì nó sẽ giảm cái độ bền này, và các bạn được tối đa là 3 lần thất bại thôi thì nó sẽ hết cái độ bền này và bạn sẽ không đập được nữa nha bạn. Thì và cái số sau này nó, cái success rate này nó cũng là cái tỷ lệ mà thành công của bạn, khi mà bạn đập được, đập lên á nó sẽ có những cái tỷ lệ giảm dần, giảm dần. Rồi, các bạn đập số sau càng cao thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ này dần nha các bạn. Và các bạn thấy là khi mà số sau bạn lên càng cao á, thì cái cộng dam, cộng attack và cộng HP của bạn nó sẽ lên càng nhiều. Cho nên đây là một cái mà các bạn nên làm để tăng cái lực chiến của bạn. Thì cách mà để các bạn cường hóa cái đồ như thế này thì bạn sẽ nhìn cho mình vào cái phần Diamond Shop. Các bạn sẽ mua những cái này này. Các bạn thấy là cái ngọc này sẽ dùng để cường hóa cái vũ khí. Cái ngọc này sẽ dùng để cường hóa những cái trang bị của bạn, những cái phần thành phần khác ngoài vũ khí. Và cái phần Plating này thì nó sẽ cường hóa những cái mà các bạn đồ mà các bạn bỏ. Thì phần này mình sẽ nói sau. Rồi. Thì con game nó chỉ đơn giản như vậy thôi bạn. Các bạn sẽ cần phải nâng cấp nhân vật nè. Đây, nâng cấp nhân vật ở đây. Cường hóa những cái món đồ ở đây để tăng lực chiến. Rồi, các bạn lưu ý cho mình những cái map easy như thế này nè bạn. Khi mà các bạn treo farm á, các bạn treo tự động farm những cái map như thế này á thì nó sẽ rất hiếm ra những cái đồ mà legend nhớ bạn, hầu hết là ra những cái mà epic thôi. Mình trải nghiệm 7 ngày, 7 8 ngày rồi thì mình thấy là những cái map ở easy như thế này nó chỉ ra cái đồ epic thôi bạn. Khi mà bạn lên được cái normal á thì nó mới ra cái đồ legend, các bạn treo mới ra được nhiều đồ legend nha. Thì các bạn nên lên cái normal này càng sớm càng tốt để các bạn farm ra được những cái đồ legend để lên những cái ải cao hơn và mở những cái tính năng. Rồi, thì chúng ta mở những cái tính năng như thế này, chúng ta mới bắt đầu có thể earn được trong con game này nha bạn. Thì game web 3 là để chúng ta earn được mà, mục tiêu chính vẫn là earn nha bạn. Rồi thì mình sẽ nói về cái từng phần như thế này. À, còn một cái nữa là ngoài việc mà các bạn búp cho cái nhân vật của bạn là như thế này, những cái round này và equipment này, thì các bạn còn phải, nó sẽ có một cái toy Z nữa. Thì cái toy Z này nó kiểu như là một cái con thú, như một cái pet đi theo bên bạn như bạn, nó sẽ tăng cho bạn được những cái là như mình nè bạn, mình liên kết những cái này, mình có một con pet là con gà này nè, legend, thì nó sẽ cho các bạn những cái chỉ số như thế này. Thì bạn được những chỉ số như này là bằng cách là các bạn phải link những cái móc nối như thế này các bạn, để các bạn có được những cái chỉ số cộng thêm như thế này, thì nó cũng rất là quan trọng để tăng thêm cái phần lực chiến cho các bạn. Rồi thì những cái con Hero Z này nó sẽ không có tăng cho bạn thêm cái lực nào đâu nhé bạn, lực chiến nào đâu nhé bạn, nó cũng giống như nhân vật thường thôi. Nhưng mà những con Hero Z này á, nó sẽ cho các bạn thêm những cái lựa chọn về cái set đồ. Tức là nếu như bạn có Hero Z này, bạn sẽ mở thêm được những cái set đồ như thế này. Thì bạn sẽ set cho nó những cái set đồ này để bạn có thể chuyển qua linh hoạt cho những cái con boss. Boss thì mình sẽ nói về này. Đây, các bạn vào cái phần này cho mình nè. Cái phần attribute chart này thì các bạn sẽ thấy được là những cái skill nó khắc chế những cái thuộc tính như thế nào. Thì bạn thấy là ở cái phần này như là cái con quái là có hệ là poison nha bạn, thì các bạn cần phải sử dụng skill là lửa nè hoặc là skill là ánh sáng, thì nó sẽ có hai mũi tên chỉ lên, đó chính là các bạn sẽ sử dụng những skill đó để khắc chế cái con boss này.
những cái mà một vạch này thì nó sẽ cũng là khắc chế nhưng mà nó sẽ yếu hơn. Còn những cái mà nó chỉ xuống như thế này, đó chính là những cái kêu yếu mà các bạn không nên sử dụng nha các bạn, để đánh con quái này. Thì đó chính là cái bộ kêu để đánh từng cái con quái mà có hệ khác nhau. Thì các bạn cần sử dụng cái reset này để set lập những cái set đồ, những cái kêu để bạn đánh qua từng cái con quái mà các bạn muốn. Đó, nó cũng rất là tiện lợi nha các bạn. Rồi, thì mình đã đề cập cho bạn ở phần này rồi. Ở phần này thì các bạn sẽ là đây, các bạn sẽ có những cái mảnh như thế này. Cái mảnh như này các bạn phải bấm Shack Synthetic nha bạn. Khi mà các bạn có đủ 6 cái mảnh sát như thế này thì các bạn có thể reforge với cái diamond, với cái số lượng diamond. Sau khi bạn reforge, các bạn sẽ nhận được một cái toy Z theo cái epic, theo cái độ hiếm đó bạn. Như cái màu tím là epic nè, màu xanh là rare và màu xám là common đó bạn. Màu vàng sẽ là legend. Thì đó chính là cái mà các bạn có thể mở ra những cái con toy Z. Còn cái phần limited item này là những cái đồ mà các bạn sẽ trả nhiệm vụ. Thì lát nữa mình sẽ nói tới về cái phần này. Rồi, chúng ta đến cái phần mà battle. Ở phần battle này nó sẽ chia ra những cái mục chính là field thì mình đã nói rồi các bạn. Mình đã nói rồi. Tới cái phần dungeon này, thì phần dungeon này nó sẽ có là Colosseum Boss. Thì Colosseum Boss này các bạn sẽ sử dụng những cái chìa khóa. Nó sẽ cho bạn 2 cái chìa khóa mỗi ngày để các bạn đi những cái này. Thì đi này nó bạn sẽ được cái gì? Thì đâu, các bạn sẽ thấy nè. Nó sẽ tính cái phần đam boss của bạn khi bạn đánh qua 3 cái con boss như thế này, 3 con boss như thế này, và nó sẽ tính đam và xếp hạng cho các bạn. Rồi, khi mà các bạn đạt những thứ hạng trên đây thì bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng nha bạn. Phần thưởng tương ứng nè, như đây là có Colosseum coin emgon nè bạn, và những cái phần thưởng khác như là emoji nè, và cái này symbol of adventure, đây là một cái rất là quan trọng luôn nha bạn. Lát mình sẽ nói về cái phần đó. Rồi, cái phần raybot này nó sẽ mở là 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. À, còn những cái phần tiếp theo nữa. Thì cái phần này là treasure dungeon stack. Thì cái này nó cũng rất là quan trọng. Nó sẽ thưởng cho bạn cái phần là Refining Stone. Thì cái Refining Stone này các bạn sẽ sử dụng trong cái phần này nha bạn. Round. Thì mình có đề cập cho bạn những cái viên đá như thế này. Thì viên đá này nó sẽ cho những cái chỉ số khác nhau. Và các bạn có thể sử dụng nó để Refine, tức là đổi những cái chỉ số như thế này. Và các bạn apply thêm một cái chi phí của cái này nha bạn. Refining Stone. Đó, thì nếu như mà các bạn thấy là những cái chỉ số mà nó có màu cam á, thì rất là mạnh nha bạn, cộng rất là nhiều. Cho nên là các bạn refine đến khi nào mà có được những cái chỉ số ngon thì các bạn sẽ áp vào. Thì đó chính là cái cách kiếm tài nguyên để gia tăng sức mạnh nha bạn. Rồi, cái phần skill enhancement scroll này thì bạn sẽ kiếm cái này. Đây là một cái nguyên liệu, cái đơn vị tiền tệ để các bạn sử dụng để tiến hóa skill của mình. Rồi, ở phần party dungeon này thì các bạn cần phải tổ chức một cái đội party. Party này sẽ là 4 người tối đa nha bạn. Thì các bạn đánh qua những cái ải như thế này, ải party như thế này, bạn sẽ nhận được là party coin. Thì cái party coin này các bạn sẽ sử dụng trong cái phần cửa hàng, thì mình sẽ nói sau luôn. Rồi, ở cái phần raid này thì nó sẽ mở là từ 7 lúc một ngày là 2 lần, 7 giờ sáng và 7 giờ tối nha bạn. Thì bạn cần phải tranh canh những cái giờ để các bạn vào đây. Thì phần thưởng của nó sẽ là một cái
bốc. Thì các bạn trải nghiệm các bạn sẽ biết được cái bốc đó là như thế nào nha các bạn. Rồi. Bốc đó các bạn khi mở có thể mở ra được những cái reward như thế này nè. Rồi mình sẽ nói về cái cửa hàng ở đây. Thì đây cũng là một cái rất là quan trọng đó bạn. Các bạn sẽ thấy là cái path như thế này. Các bạn đạt được từng cấp độ. Đây, các bạn lên được những cái level như thế này, các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng tương ứng. Thì nếu như bạn mua cái premium này á thì các bạn sẽ nhận được gấp đôi cái phần thưởng bên đây. Đó, thì mình khuyến khích, mình thấy là nó chỉ ít 2 các bạn, cho nên là các bạn mua hay không cũng không có quan trọng lắm. Đây như mình lên được 44 rồi nè, mình có thể làm được cái phần thưởng này nè bạn. Thì qua từng cái nó sẽ có những cái khác nhau. Thì cái round bab là nó liên quan đến cái level, còn cái stack bab á thì nó liên quan đến cái map mà các bạn đã từng qua. Đó. Thì mình lên đến cái map là wifi nè bạn, thì mình làm được cái phần thưởng này. Đó, rồi đó chính là cái phần bab. Về cái phần basket shop thì basket shop này nó sẽ là những cái gói mà các bạn có thể nạp tiền để mua những cái nguyên liệu như thế này để các bạn mạnh lên trong game nha các bạn. Đó, thì các bạn có thể cân nhắc. Rồi, ở phần daily bucket này thì mỗi ngày các bạn sẽ vào phần này để làm 500 diamond. Weekly bucket này các bạn sẽ vào mỗi tuần để làm 1500 diamond nè bạn. Rồi, diamond bucket nó cũng là cái, những cái gói mà các bạn có thể chi tiền để mua. Về phần gacha này thì các bạn sẽ sử dụng emgon trong game á để các bạn quay ra được những cái con toy Z này. Rồi. Về phần item shop này rất là quan trọng đó bạn. Các bạn sẽ đây, mình sẽ nói với từng cái. Các bạn sẽ sử dụng kim cương là chính để các bạn mở ra những cái gói gacha như thế này. Hoặc là đây. Cái phần cái tương vị tiền này nó cũng rất quan trọng. Cái beginning coin á các bạn cũng có thể sử dụng trong đây để các bạn mua những cái gói như thế này. Thì nó sẽ ra những cái con toy Z. Các bạn có toy Z thì các bạn mới cộng vào được cái phần là toy Z để các bạn mạnh lên nha bạn. Rồi. Phần ad shop này nó sẽ có là toy Z sắp bắt nè. Rồi phần đây là cái những cái phần mà liên quan đến toy Z đó bạn. Party Dungeon Ski nè. Thì mình cái Party Dungeon á thì để chơi được các bạn cần phải có cái key này nha. Các bạn cần phải làm cái key này mỗi ngày để các bạn chơi được. Có key mấy bạn mới chơi được. Còn không là các bạn phải mua. Rồi có Solium Coin để các bạn cũng có thể làm mỗi ngày. Rồi, ở phần Diamond Shop này thì mình đã nói rồi. Những cái này là những cái viên đá mà các bạn có thể nâng cấp cái vũ khí trang bị. Cái Party Dungeon Key này các bạn có thể mua với giá là 1500 diamond nè các bạn. Rồi, thì nãy giờ mình có nói về cái Party Coin á. Thì cái Party Coin này khi bạn kiếm được từ Party Dungeon á thì các bạn sẽ có được, có thể làm gì thì các bạn sẽ làm trong đây. Các bạn sẽ mua những cái gối bốc như thế này. Thì trong những cái bốc này á, nó sẽ ra được những cái trang bị nữa bạn. Trang bị huyền thoại nè, hoặc là trang bị epic nữa bạn. Rất là ngon luôn. 95% là epic nè, 5% huyền thoại. Thì legend, thì các bạn mở được legend là các bạn đã có được cái chỉ số sức mạnh rất là lớn rồi nha bạn. Cho nên là các bạn càng được nhiều party coin này các bạn càng có lợi nha. Rồi, về phần Colosseum á, Dungeon đó bạn. Thì các bạn đạt được cái đây cái phần Colosseum là cái phần này đó bạn. Phần này. Các bạn càng được nhiều cái Colosseum đây mình nói cái phần này. Đây, mình nói về cái phần đơn vị tiền này nha bạn. Cái symbol of adventure này á, các bạn được nằm trong top 50 á, các bạn sẽ có được những cái này. Rồi, các bạn sẽ qua đây. Các bạn sẽ mua cái bốc này. Thì cái này á, nó sẽ giúp cho bạn rút được cái Mergon ra ngoài game. Thì hiện tại, khi mà các bạn kiếm Mergon trong game á, các bạn sẽ không thể rút được nha các bạn.
Các bạn chỉ có một cách duy nhất là các bạn mua cái voucher box này để nhận được một cái vé rút ra ngoài game thì bạn mới có thể rút được Mgon nha. Thì cái Mgon này trong tương lai chắc chắn là các bạn sẽ có thể rút ra được ngoài game bằng cách stack cái đồng token là ADVTR. Nhưng mà hiện tại là ADVTR nó chưa có chạy và chưa có ra mắt cái token này. Token này chỉ được ra mắt sau khi mà Lay Tour nó kết thúc, tức là các bạn sẽ được airdrop cái token này các bạn. Các bạn stack cái token ADVTR này, các bạn mới có thể rút được cái Mgon trong game. Hiện tại thì các bạn chưa thể rút được qua cái vé này thôi. Rồi, ở cái phần top shop này thì mình sẽ nói sau. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến vào cái phần mà earn nha các bạn. Earn nó sẽ có như thế này. Các bạn cần chú ý cho mình là cái tag bo nè các bạn, cái Sadi vendor touch này và cái market. Rồi. Mình sẽ nói về cái tag bo. Thì trong cái tag bo này nó sẽ có các nhiệm vụ. Nó sẽ yêu cầu các bạn những cái nhiệm vụ mà các bạn có thể những cái món đồ mà các bạn có thể farm từ việc mà treo farm auto á, các bạn sẽ được ở trong đây. Các bạn thấy là mình có cái 98 cái rocket helmet đây nè. Thì khi mà các bạn trả nó sẽ có cái reward tương ứng là mystery key đó bạn, mystery key hoặc là cái premium box trong đây nữa. Thì cái premium box á nó sẽ yêu cầu các bạn là ba cái đồ legend. Khi mà bạn đánh những cái con boss even á thì nó sẽ ra những cái đồ đó, các bạn sẽ trả trong đây hoặc là các bạn lên chợ các bạn mua nha các bạn. Rồi thì cái phần này chủ yếu là các bạn sẽ kiếm là premium box và cái mystery key này. Các bạn có thể dùng 100 diamond để reset lại ba cái phần này sao cho đúng cái đồ mà các bạn có nhiều á thì các bạn reset lại đúng cái đồ đó các bạn trả là hợp lý. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần tết này. Thì cái phần tết này chính là cái mà các bạn kiếm được nhiều cái premium box cũng như là Mgon nhất. Thì các bạn sẽ thấy được ở cái phần trên đây, cái phần tết này nó sẽ mở là một tuần một lần nha bạn. Một tuần một lần là các bạn sẽ hoàn thành 6 cái ô như thế này và sang tuần mới thì nó sẽ reset lại và các bạn sẽ hoàn thành tiếp 6 cái như thế này nữa ngẫu nhiên. Rồi một tuần này thì khi mà các bạn hoàn thành 3 cái task như thế này các bạn, 3 cái task trong đây thì các bạn sẽ nhận được là 1000 Mgon trong game. Rồi khi mà bạn hoàn thành 6 cái task này thì các bạn sẽ nhận được là 3 cái premium box này, nó rất là lớn luôn nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn khi bạn trả những cái nhiệm vụ này các bạn sẽ nhận được cái số lượng là cái đồng tích coin nữa bạn. Đây là đồng tích coin nè. Và các bạn có thể re-roll nó 5 lần, các bạn có thể thay đổi cái bản này là 5 lần, hết 5 lần là nó sẽ không cho bạn roll nữa. Rồi, thì những cái món đồ này các bạn có thể kiếm trên cái phần market nữa bạn. Các bạn vào cái phần loot này. Đây, những cái món đồ trong tết á thì nó sẽ đa số là cái phần equipment. Còn những cái đồ mà trong cái phần mà tách bò á, nó sẽ liên quan đến boss loot nữa bạn. Boss loot nó sẽ có những cái món như thế này. Rồi các bạn lên đây các bạn mua. Rồi các bạn đem về các bạn trả. Các bạn mua sẽ bằng Mgon nha các bạn. Rồi đem về các bạn sẽ trả cho những cái hai cái bản này. Thì đây chính là hai cái bản chính để các bạn có thể kiếm earn trong con game này luôn. Thì các bạn earn được cái premium box, các bạn earn được mystery key thì nó sẽ đồng bộ với cái DApp của bạn ở bên ngoài. Thì bạn sẽ mở được những cái phần thưởng trong những cái premium box và key đó. Thì cái nhiệm vụ chính của chúng ta trong con game này để earn được là như vậy thôi bạn. Thì đó chính là cái cách chơi trong con game. Rồi cái tích coin này khi mà các bạn trả cái nhiệm vụ trong đây á thì bạn sẽ đem vào cửa hàng. Rồi ở đây phần có tích shop nè bạn.
Rồi, nếu như mà các bạn được 6.000 cái tích coin này á, các bạn sẽ mua được một cái premium box luôn. Thì mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn là nếu như mà các bạn hoàn thành được 6 cái ô như thế này á là chắc chắn là các bạn được 6.000 luôn. Rồi, thì 6 ô như thế này các bạn sẽ được 1.000 mgon nè. Ba cái premium box. Thì trước hết là ba cái premium box đi. Rồi. 6.000 cái Bitcoin này các bạn vào shop các bạn mua là được thêm một cái nữa là bốn cái premium box. Thêm đó là nếu như mà các bạn cái mgon này á hiện tại là không có đúc được. Cho nên là chúng ta sẽ dùng mgon này, chúng ta lên cái market, chúng ta sẽ mua những cái món để chúng ta trả bên cái phần tách bo. Thì tách bo nếu như mà bạn làm cái này nè, ron cái này nè, thì nó sẽ khoảng 15 20 lần gì đó mình không biết, mình không nhớ, nhưng mà tùy vào cái nhân phẩm của bạn thì nó sẽ ra được ba cái món legend. Các bạn mua ba cái món legend này trên chợ, nó sẽ rơi vào tầm 200 mấy một món, 200 mấy mgon một món các bạn. Thì bạn dùng khoảng 600 mấy 700 thì các bạn hoàn thành cái này, các bạn sẽ nhận được thêm một cái premium box nữa. Thì như vậy là một tuần là các bạn có thể kiếm được là tới 5 cái premium box, cũng khá là nhiều các bạn. Vì đó chính là cách mà các bạn sẽ chơi trong con game này và kiếm được playpoint cũng như là earn được trong con game này. Rồi, ở đây là phần cuối cùng mà mình nói cho các bạn, đó chính là cái phần AFK này. Thì AFK này nó các bạn có thể AFK game trong vòng khoảng tối đa là 5 tiếng đó bạn. Thì bạn sẽ nhận được cái box như thế này. Thì cái box này nó sẽ liên quan đến cái map mà các bạn đã leo lên được. Như mình là wifi thì mình sẽ leo lên được cái map này. Thì map này nó sẽ mở, có khả năng mở ra được những cái món đồ vũ khí hoặc là trang bị của cái map này luôn. Legend luôn các bạn. Rồi, thì như vậy là mình đã đề cập khá là chi tiết cho các bạn về cái con game này nó sẽ chơi như thế nào rồi nha bạn. Và cái cách earn trong con game này là như thế nào. Về những cái phần mà khác nữa hoặc là những cái mà cập nhật mới nhất á, thì mình sẽ đề cập cho bạn trong những cái video sau. Thì video này nó cũng đã rất là dài rồi, cho nên bây giờ là mình xin chào tất cả bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn nhớ đăng ký và subscribe cho cái kênh YouTube của mình. Rồi thì nếu như mà những bạn nào mà mới chơi con game này á thì các bạn cũng có thể join vào cái cộng đồng OMG. Đây là một cái cộng đồng mà OMG đó bạn. Các bạn có thể join vào đây. Và vào cái topic là Pixel Hero Adventure này. Thì mỗi ngày là cứ tối là sẽ có rất là nhiều người chơi vào Discord các bạn của OMG chơi các bạn, và các bạn có thể hỏi trực tiếp trong đó, và những player trong đây sẽ kéo cho các bạn lên những cái map mạnh hơn luôn. Rồi, rất là bổ ích nha các bạn, thì mình sẽ để cái đường link trong cái phần description. Rồi, bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.